Cái này là loa của gỡ từ cái tivi LCD màn hình mấy tivi á, màn hình lớn á. Cái này nó ghi 6 10W nè. Tạm thời coi như là khuyến mãi cho ai mua đầu tiên á, là mua 2 thì sẽ gửi 3. Mua 2 cái sẽ gửi 3 cái nha. Tức là mua 1 cặp sẽ gửi sẽ tặng 1 cái á. Đó. Nãy có thử rồi ha. Nãy thử 1 cái thôi. Rồi cảm ơn nhiều nha.